Vâng, em chào các bác nhé. Thì sáng nay em về toàn là siêu phẩm nha các, siêu phẩm mà đẹp, gọi là thiếu thùng xốp thôi. Trong này thì có hai cặp loa rất là nổi tiếng, Boss 464 em tiếp tục về. Còn cả chân ring nha bác, tại vì cái khung này nó chặt quá em không để chân. Thì nói chung là đẹp như đập hộp nha các bác. Đây này, chân của nó đây các bác. Đấy, như mới này, kể cả những cái cu su này nó còn nguyên hết, sắc nét luôn nha. Đây. Đây các bác thấy. Đây là chân của nó nha, chân zin của nó này. Cặp này thì em về luôn luôn có giá tốt cho các bác. Và cặp 601 series 3 nữa nha, 601 series 3 này đã có hàng về. Hàng em đấu giá nên nó chỉ về một cặp thì thường thường cả tuần nghịch là có khi nửa tháng, một tháng mới có hàng, chứ không có nhiều như những hàng lô, hàng container nha các bác. Đây là cặp 601 series 3, đúng cặp trùng series nha, hàng Mỹ nha các bác. Series cặp này là 99519 nha. Đẹp trên 95%, tất cả bao riêng tuyệt đối. Và cặp này em đang giao các bác là 43 triệu nha, 43 triệu, tốt hơn so với đợt trước là 500 ngàn. Và cặp Boss 464 cũng vậy, là 33 triệu cũng tốt hơn so với đợt trước là 500 nghìn. 464, và đây là combo đỉnh cực kỳ hiếm luôn nha. Nhớ em cách đây năm trước hay là năm ngoái em có về một con CD 4SE như thế này, cả combo đó nha các bác. Combo của nó là CD đèn 4SE và JTRV A300SR. Đây, khiến đầy đủ nha. Đây là con CD này. Đấy. Đây con âm ly nha. Âm ly đẹp. 300SR, có hình 300B. Thì con âm ly thì nó không có hiếm bằng con CD nha các bác. Đấy. Con âm ly thì có cái thùng xốp, còn CD không có thùng, thiếu thùng xốp nha các bác. Bác nào chơi luôn combo này thì alo cho em nha. Cả combo này là 60. Nếu các bác lấy luôn cả combo thì giá em sẽ bớt chút đỉnh cho các bác nha. Còn âm ly là 38 này, âm ly 38, còn CD là 22. CD đèn gồm có cổng quang này, analog út, cổng ba lăng này, cổng AV này, đầy đủ hết nha. Dây nguồn và khiển đầy đủ nha các bác. Này khiển CD này, khiển âm ly này. Đây là nguyên combo của nó này. Bác nào bỡ combo này về là hết bài luôn nha. Chơi tăng noi những dòng bass 40, BVK, JBL, những dòng loa cao cấp, vân vân. Pioneer, những dòng loa xịn sò. Tất cả bóng theo máy, bóng 300B nha các bác, 300B nha. JTRV A300SR, thùng xốp và CD đèn, CD 4SE. Bác lấy lý thì con CD là 22, còn âm ly là 38. Còn đây là con Akai đầu khủng nha các bác, GXC 735D. Chỉ có model này mới có được cái đồng hồ vu đẹp như thế này thôi nha các bác, cực kỳ nổi bật. Giá thì siêu tốt cho các bác luôn, không cần phải lăn tăn về giá nha các bác. Đẹp thì như đập hộp nha, sexy 7 màu, 735D, giá 11 triệu cho các bác nào sở hữu sưu tầm, tất cả hoạt động hoàn hảo, chỉ việc là cắm điện và bấm Enter Play là em nó sẽ chạy thôi. Đấy, chạy đang chạy nhé, từng 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 này đấy. Các bác thấy không? Chỉ có 735D là có cái đồng hồ vô nó cực kỳ là nổi bật. Các bác thấy không? Đang chạy này các bác. Có bang luôn. Thiếu xốp nha các bác, bảy màu nha, con này giá 11 triệu nha các bác. 11 triệu. 735D. Đây là Boss 464 nha. Cũng thiếu xốp luôn nha các bác. Chân cánh này em que rồi đó, tại vì nó chặt quá không có để chân được. Nếu có video là em làm riêng video mới có để chân ráp chân cho các bác. Các bác phê không? 33 triệu các bác đã sở hữu cặp 464 tại shop em Chiến rồi nha. Bảo hành là tất cả trọn đời sản phẩm, nguyên zin hết, và bảo hành là như thiếu xốp luôn cho các bác chơi nha. Hàng là hàng chất Mỹ về chưa qua tay người dân Việt Nam. 464 là hàng Mexico nha các bác. Đời cao nhất nha, 464. Hi-Fi. Sơ bass 20, 2 mic và 1 chép đọt. Bộ này thì các bác ghép với những âm ly Aquafy, The Nong, Sansui. Rất cực kỳ là dễ ghép. 33 triệu nha các bác.
Còn đây là 601 series 3, nhưng cặp này nổi tiếng quá rồi, cơ bản là nó quá đẹp, rất đẹp. Giá thì em bao giá cho bao luôn, 43 triệu. Em cân đối hết cỡ rồi, các bác cứ tham khảo thoải mái đi. Không quan tâm lên tay về giá nha các bác. Tại vì em không qua khâu trung gian. Đi thẳng lên cho tới cho các bác luôn. Chứ qua một thợ bảo đảm nó lên 45 hay 46. Giá nó bao gồm phí ship và bảo hành trọn đời sản phẩm nha, bảo hành nguyên zin hết và loa này, các bác thấy tiếng loa nó đẹp, từ ốc áp này. Đấy, ốc này. Amp nó hơi bị lắc lắc tí nhưng mà làm sao vẫn còn tốt. Đấy, tiếng loa nó đẹp như thế này nha. Đây. Ốc áp này các bác. Phê. Lò da cao, ngắt ngay hết nha. Các bác nhìn nè, kèo zin của nó cho các bác nhìn, kèo con lò này. Găng là từ Mỹ về hết nha các bác.